Gần 600 tỷ đồng lỗ lũy kế sau 7 năm hoạt động. Hàng ngàn tỷ đồng bốc hơi để xây dựng nền tảng công nghệ. Liệu thua lỗ có thật sự là thất bại của startup và là cơn ác mộng của những nhà đầu tư? Trao đổi cùng ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc quỹ đầu tư Cyber Agent Việt Nam và Thái Lan, người với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn cùng bản tin Tài chính Kinh doanh. Thời gian vừa qua chúng ta chứng kiến rất nhiều thông tin về những cái startup thương mại điện tử thua lỗ đến hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng ngàn tỷ đồng. Ông đánh giá sao về việc thua lỗ này? Và theo ông thì cái từ thua lỗ mà người ta nhắc đến có đồng nghĩa với thất bại hay không? Ví dụ Amazon đã lỗ rất nhiều trước khi có thể lời, Uber đã 10 năm vẫn chưa lời, Grab đã 8 năm cũng có thể nói là đang lỗ, và rất nhiều doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực thua lỗ. Nhà đầu tư đến từ nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm, họ hiểu được rằng là cuộc chơi của các startup xây dựng nền tảng là cuộc chơi của dài hơi, và việc mình phải chấp nhận thua lỗ là chuyện là mặc định đương nhiên. Chính vì thế thì những cái khoản thua lỗ trong tầm kiểm soát và thua lỗ nhưng công ty vẫn đang tăng trưởng thì không được coi là thất bại, bởi vì những cái nguồn tiền chấp nhận thua lỗ đấy vì một mục đích là phát triển bền vững trong tương lai. Ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam để chúng ta phân biệt được thua lỗ để phát triển và thua lỗ đáng báo động? Tùy theo cái startup mà các bạn đang xây dựng, việc thua lỗ nhưng mà số lượng merchant tăng trưởng, user tăng trưởng, giao dịch trên nền tảng tăng trưởng, và cái tỷ lệ mà các cái user hoặc là có thể là consumer họ quay lại với nền tảng để giao dịch càng ngày càng phát triển, thì mặc dù thua lỗ nhưng cũng không thể coi là thua lỗ, bởi vì đấy là cái việc là xây dựng một cái nền tảng để sau này ngay cả việc không tiếp tục đầu tư thì cái nền tảng đấy cũng tự sinh ra cho cái công ty đấy một cái nguồn tiền trong tương lai. Nếu mà các startup không phải là xây dựng nền tảng, ví dụ như nếu bạn là một cái agency, bạn tiêu rất nhiều tiền và bạn phải đi sale để có khách hàng, và nếu dừng cái việc sale đấy thì bạn không có khách hàng, thì việc thua lỗ đấy là thua lỗ đáng phải báo động. Nếu chỉ dừng lại là doanh số không tăng thì những cái khoản đầu tư đấy không phải là những cái khoản đầu tư mà nhà đầu tư kỳ vọng và startup nên tránh. Vậy thì phải xác định rằng là khoản đầu tư nào tạo ra cho doanh nghiệp một cái nền tảng để giúp phát triển trong tương lai, và khoản đầu tư nào nếu mình dừng thì doanh nghiệp đấy nó đi xuống. Và khi mà bạn đã phân biệt được những cái chi phí cho mỗi cái khoản đầu tư đấy và cái hiệu quả cho mỗi khoản đầu tư, thì bạn sẽ biết được là mình nên làm gì. Xin cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn cùng bản tin Tài chính Kinh doanh.